Em xin chào anh Phúc. Đấy là một trong những cái mà vâng, cái tin tức mới nhất về phiên tòa xử cái bọn mà khảo cứu ở Đồng Trâm. Vâng, anh có ý kiến gì không ạ? Cho anh em mình trao đổi. Chào anh Bằng, chào anh chị em, chào Kiên Giang. Thật sự ra mà nói thì vụ án nó đã rành rành rồi, nó rành rành. Tôi nói anh là ở nước ngoài, những cái nước mà gọi là đa đảng dân chủ, chỉ cần hai cái đoạn clip đó, của cái mấy cái đúng cái gia đình và cái bọn của khảo cứu Trịnh là vừa biếu trong cái đồng là đã bị tù rồi, đã bị truy cứu về vấn đề hành sự rồi. Chứ đừng có nói mà khi mà xảy ra vụ án này thì qua cái vấn đề mà mấy ông luật sư bào chữa cho bị cáo thì bảo rằng là thực hiện hiện trường. Thì bây giờ tôi là những cái đám mà gọi là ở hải ngoại là bảo rằng là phải thực hiện trường, thì nếu mà thực hiện trường tôi sẽ là người, nếu mà nhà nước cho phép và đồng ý mấy ông luật sư hoặc là những cái thành phần hải ngoại mà chấp nhận cái sự thử nghiệm, tôi sẽ là người về thử nghiệm, mà tôi là người quăng xăng nha. Còn mấy ông luật sư á, hay hoặc là những cái thành phần hải ngoại mà chống phá nhà nước á, thì là sẽ là ba cái chiến sĩ nó rơi xuống hố. Tôi bảo đảm tôi thực hiện đàng hoàng rõ ràng hết, coi thử coi như thế nào, coi có chết hay không, có bị đốt chết hay không. Đó là nó xuyên tạc và nó đưa cái đẩy sang cái vụ án để cho những người kém hiểu biết họ đặt vấn đề, họ nghi ngờ, phải không? Và chúng nó lấy cái cớ đó để chúng nó sủa thôi, sủa để kiếm ăn. Thế vậy, tôi thấy cái bản án nó rất là nhân văn, sự thật nó rất là nhân văn. Đó là cái nhìn của tôi. Coi như là em nói anh ấy, đầu tiên thì bọn nó bảo là cái bọn mà dân chủ quậy ấy, và bọn chống cộng cực đoan, chúng nó nói là mình không có ba chiến sĩ bị hy sinh, mà chỉ là gọi là mình giả vờ có ba chiến sĩ vậy thôi, đúng không? Nhưng bây giờ chúng nó cũng công nhận là ba chiến sĩ hy sinh, nhưng chúng nó lại nó có một cái quan điểm chúng nó lên là nói lên là dụ cái giếng trời đó, cái diện tích như thế, thì ví dụ là đổ xăng xuống thì ba chiến sĩ chỉ bị chết ngạt chứ không thể nào mà chết cháy đen như thế được. Tôi nói với các bạn này, một thằng luật sư nó đưa ra một cái công thức gọi là công thức hóa học về cái xăng đấy, đúng là em nói với anh ấy, là cái loại mà gọi là luật sư mà mình xin lỗi tất cả các luật sư nhá, tức là thi khối C là 3-4-9 điểm, em là người khối học sinh khi đi học ra mà em đã tập đi học vào những cái năm đó, thì em nói cho tất cả các bạn như này, em phân tích như này. Thứ nhất là cái giếng trời đấy, cái diện tích nó đủ rộng để cho mà khi mà ví dụ là khi mà chúng nó đẩy xăng xuống tưới, sau đó chúng nó ném xuống chúng nó đốt, thì em nói anh nhé, là cái ví dụ người ta phân tích là lúc ấy là nó không có cái oxy, nhưng mà khi mà cái thời gian ấy mà khi mà những cái xăng mà nó đốt cháy những chiến sĩ đó thì cái oxy ở đó vẫn còn, nhưng mà nó cũng trong một thời gian mà khi mà ở dưới cái những cái giếng trời đó hết oxy đi thì kiểu cái lửa nó bốc lên, mà anh lửa nó bốc lên thì ở dưới không có oxy nữa, công nhận đúng. Nhưng mà cái thời gian mà cái oxy đó đủ để đốt cháy ba chiến sĩ đó, nhưng mà cháy ở cái tình trạng coi như là đã lòi, tức là cháy đen người và lòi ruột ra, nếu mà ở một cái môi trường không phải là cái giếng trời đó mà ở một cái môi trường mà ngoài đường chẳng hạn, mà anh mà đổ cái xăng như thế thì em nói anh nhé, là các chiến sĩ đấy cháy thành than, chứ không phải là chỉ có cháy ngoài da không, mà coi như là cháy cái da nòi ruột ra. Với lại em xin lỗi anh Phú, em phân tích một tí xíu nữa. Thứ nữa là các bạn phải hiểu rằng cái xăng nhá, không phải là cái xăng nó chỉ là cái công thức hóa học đó đâu. Và khi mà người ta xăng bán ra thị trường gồm có xăng A95, A92 hoặc anh xăng sinh học thì người ta phải pha vào những chất dung môi. Tôi nói với các bạn thế, chất dung môi đó là cái chất nặng, chứ người ta tức là không thể là chất dung môi đó nó không thể là một thời gian sau thì nó mới bốc lên cùng với xăng, chứ không phải là cái công thức khoa học. Tôi nói một ví dụ rất là đơn giản cho các bạn biết này, ví dụ như là nước chẳng hạn, công thức của nó người ta H2O, nhưng mà ví dụ như nước ở môi trường nước mưa các thứ thì nó còn rất nhiều những tạp chất, chứ không phải là chỉ riêng oxy cộng với hydro không, chỉ có nước cất ở trong phòng thí nghiệm thì là nó là H2O. Với tôi nói các bạn nữa, cho nên là xăng dầu nó có này, xăng A92, A95 này, rồi xăng sinh học E5 này, và xăng dùng cho máy bay nữa. Cho nên là ông đừng có lấy một cái công thức khoa học bảo là
cái xăng xăng để cái ký hiệu như thế này rồi bắt đầu nó cộng với, khi nó cháy nó cộng chất này nó ra cái thành phần này, nó thành phần này cộng với ấy các thứ là nó cháy hoàn toàn sai. Tôi nói các bạn chứng để chứng minh, ví dụ này xin lỗi Vũ em phân tích một tí nữa. Ví dụ như dầu hỏa, anh nói đi anh. Dầu nhá, các bạn chỉ ví dụ các bạn nào không biết về dầu thì các bạn chỉ biết là dầu là dầu thôi, nhưng mà dầu có dầu DO và dầu FO. Dầu FO thì nó nhẹ hơn dầu DO. Ví dụ như chúng tôi đi tàu biển nhé, là ví dụ là khi mà nhập dầu, dầu FO nó đắt hơn nhiều so với dầu DO, thì chúng tôi chỉ nhập cái dầu DO vào thôi, sau đó muốn để cho cái động cơ của tàu thủy người ta tức là chạy được thì thứ nhất là phải sấy nóng lên đấy, nó sấy nóng lên để mà khi mà bơm vào cái kim phun nó bơm vào động cơ nó nhẹ đi và có cái nhiệt thì nó dễ cháy cái bộ buồng tốt hơn. Tôi giải thích để cho các bạn hiểu thế. Cho nên là mấy ông luật sư này ông ấy đưa ra những cái công thức hóa học như thế là tôi không biết đúng hay sai, nhưng mà hoàn toàn đấy là ông phân tích theo cái lý thuyết đấy. Thì là anh Phú anh sẽ có ý kiến và em nhớ đi đâu ra một cái vấn đề là em trả lời vấn đề này là luật sư là họ bào chữa cho bị can để họ lấy tiền, thì họ vẫn cố tình họ biết nhưng mà họ vẫn cố tình, nhưng mà cố tình đây là vì tại vì họ là luật sư bào chữa cho thân chủ của họ, cho nên họ có thể đưa ra những cái giả thuyết gì đó, thuyết âm mưu là thuyết như thế nào đó thì là cái chuyện của họ thôi. Còn cái vấn đề mà họ có vượt qua được cái công tố viên và tòa án cái giếng trời đấy, tôi nói bạn Vũ mạnh nó tức là sâu chỉ có 4 mét thôi đó, có kích thước sâu 4 mét thôi, nhưng mà tức là vừa nãy mình phân tích rồi, khi mà xăng nó đổ xuống dưới đó thì nếu mà cháy hết cái lượng oxy, bắt đầu cháy lượng oxy mà cháy quần áo của các chiến sĩ thì các chiến sĩ đã bị lột da hết rồi. Tôi nói là nếu mà không phải là giếng trời đó mà đổ mà ở ngoài đường chẳng hạn, chỗ mà ví dụ oxy rất nhiều nó không thoáng thì tôi nói với các bạn là các chiến sĩ hãy cẩn thận. Là con cái rằng là theo như cái đoạn mà phản động á, mà dân chủ cùi phản động á, nó phân tích rồi nó bảo rằng là không lẽ là những cái thành phần này họ bưng cái thao xăng họ đổ xuống, nó không đúng với sự việc. Ví dụ bây giờ tôi đưa ra một cái giả thuyết ra cho các bạn hình dung nha. Ví dụ bây giờ khi mà các chiến sĩ ban chỉ công an lọt xuống giếng trời gì thì họ đâu có cần phải bưng thao xăng, tại vì họ có những cái chai bơm xăng đó anh Bằng, những cái chai mà họ đựng xăng đó, đúng không? Họ không cần thầy không biết nói ở đây là hiện trường, tức là rõ, tức là người ta đổ, tức là lấy cái mát cái đẩy tức là đẩy để xăng nó rơi xuống, sau đó bọn nó ném lửa xuống. Ở đây là do bọn nó khai anh ạ. Không phải là ví dụ chúng còn phương pháp thì nhiều phương pháp lắm, ví dụ anh đổ xăng nóng nhưng sau đó anh quẳng lửa xuống sau. Nó khác nữa, tôi đấy ý là tụi tôi thấy tụi nó trên mạng tụi nó đưa ra tụi nó chế những cái hình là coi như là ba chiến sĩ công an ở dưới này rồi xong một thằng là đổ cái thao xăng xuống tâm là nó thật luôn cái thằng kia luôn, nó đâu phải, tại vì chúng nó là cái dùng cái bơm xăng đó chúng nó quăng xuống đó rồi xong xả nó quăng tiếp xuống nữa là nó thật cháy thôi, đốt thôi, có gì đâu, đơn giản vậy thôi. Cái vấn đề ở đây em nói thật anh ấy, là em cũng không phê phán, tức là mình cũng hơi phê phán các luật sư bảo chữa cho bị cáo, thì thực tế là các bị luật sư người ta nhận người ta bảo chữa cho bị cáo thì người ta phải tìm ra một cái khe hở nào đó để nghe cố tình chứng minh để cho bị cáo người ta tức là cái tội người ta nhẹ đi, giảm nhẹ đi. Cái vấn đề ở đây là ví dụ như em nói có hai cái, thứ nhất là khi mà các bị cáo người ta đẩy xăng người ta đốt thì người ta không bao giờ, những cái ông đấy ông cũng có dòng tính toán là tôi đổ xuống là xăng nó bốc trở lên chứ nó cháy không chết những cái mà các chiến sĩ, anh hiểu không? Cái vấn đề nữa là khốn nạn nhất là như thế này mà mình rất là căm thù và rất là tức tối từ ngày xưa đến giờ, trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng, ông lại là đại biểu quốc hội, ông lại hùa theo, anh hiểu không? Các luật sư thì em không trách, nhưng mà cái ông Lưu Bình Nhưỡng, ông là đại biểu quốc hội mà ông bảo các luật sư phân tích như thế là đúng như thế này hay khác, anh hiểu không? Là các chiến sĩ là bị chết ngạt chứ không phải là chết vì cháy. Tôi hoàn toàn ủng hộ các luật sư đưa ra cái chứng cứ khoa học như thế này. Em bắt giận đâu như mình hiểu, mà em là rất là tức tối hành động. Thì tôi mới nói là cũng vì ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Dương Trung Quốc á, là vô tình
vô tình đẩy cho cái cho gia đình của Lê Đình Kình và những cái phạm tội của, trong cái tổ hợp Đồng Tâm này đến của cái con đường tù tội là do hai ông này ổng có những cái lời lẽ coi như là góp phần nó cũng là góp phần ở trong cái vấn đề đó. Thì em xin một giây một phút thôi nói cho Kiên Giang thế này là em nói Đức 3 giờ sáng vào nhà cướp rồi bắn không anh, thưa với em chỗ này, thưa các bạn thế này, chỉ có ở Mỹ cái nền dân chủ Mỹ mới là cho người dân mua súng thôi, chứ còn những các nước như châu Âu là hầu như không có nói như thế. Còn nó chỉ có ví dụ như những người sếp như những nhà hàng hay là những cái tiệm mà mua bán làm ăn là họ chỉ được mua những súng là gọi là bắn hơi cay vô mặt thôi ha, bắn hơi cay vô mặt hay là bắn đạn chì thôi, chứ không có cho dùng súng mà có kinh chất mà sát thương hay là gây tử thương như ở bên Mỹ. Đó là hai cái chế độ ha, chế độ cũng là tư bản với nhau và cũng là dân chủ nhau, đa đảng nhau, nhưng mà một mặt là hiến pháp đặt một nền dân chủ khác nhau. Hiến pháp của nền dân chủ của Mỹ á, là nó đặt vấn đề cái cao của tự do, còn cái hiến pháp của nước châu Âu á, cái nền dân chủ của nó thì là bảo vệ con người, hai cái khác nhau. Cho nên cái lấy mà các bạn đừng bao giờ mà lấy nước Mỹ mà để mà so sánh Việt Nam, nó càng khác nhau nữa. Đúng ok rồi. Anh bạn với thứ hai là bây giờ ví dụ là cũng có một số người ta bảo là làm sao mà cuối cùng là phải những người dân người ta phải tấn công lúc 3-4 giờ sáng này các, thì cái này phải công khai ra như thế này thế khác, thì chính luật sư bảo vệ cho bao tức là gia đình bị cáo mà có những chiến sĩ bị ba cái gia đình ấy, mà có cái chiến sĩ bị hy sinh ấy. Luật sư nói đây là cái vấn đề an ninh quốc gia thuộc dạng bí mật, đúng không? Thì không thể nào ví dụ là ông ấy dẫn điều nọ điều kia ở trong đấy thì cái chuyện này mình cũng không hẳn lắm, không làm vững lắm. Mà ở đây em cũng có một lời phải nói thẳng là em cũng có một cái lời gọi là khen những cái bị cáo, có nghĩa là đã nhận thức sau khi mà vô tù đã nhận thức mình đã sai và là nghe lời theo những cái đám mà gọi là cực đoan phản động, và họ đã nhận thức được và có thể là họ thấy được cái bản chất của họ đã quá sai phạm, cho nên họ không cần luật sư để bào chữa nữa, mà họ như vậy họ mới khôn, họ mới nhận được cái sự khoan hồng của nhà nước, của nhân dân, của luật pháp. Đó là một cái là họ, tôi nghĩ rằng họ cũng có một cái nhận thức tốt đó anh. Đó là cái điều mà tôi khen họ. Đó là đó anh Bằng. Rồi xin mời Tân Phát đi. Alo Tân Phát, chào Tân Phát. Chào anh chú và tất cả các bạn trên diễn đàn ạ. Mấy hôm nay thì nói chung là các cái luật sư mà bào chữa cho các bị cáo á, là cái tình hình chung là bị cái phản ứng từ mọi người rất là lớn. Họ bào chữa nhưng cái giống như là họ muốn lật cái bản án. Vâng, chào tạm biệt nha. Dạ, xin chào chú. Cái kiểu như là họ không phải là bào chữa giảm nhẹ tội, mà cái kiểu giống như là họ muốn lật cái án, giống như là có thành công không thành có, thì cái đó hoàn toàn là người dân người ta không thể chấp nhận được cái chuyện đó được. Nào là nói là đổ xăng xuống là nguyên nhân, không phải là do đổ xăng mà nguyên nhân là do cái bình xịt CO2 thì rõ ràng ngụy biện quá, cái đó quá ngụy biện. Nếu mà xịt bằng cái đó thì làm sao mà người ta cháy đen thui cả cái thân thể không còn nhìn ra cái gì nữa. Nhưng mà không cháy thì người ta xịt chữa làm cái gì? Không cháy thì người ta xịt bình O2 để chữa làm cái gì? Mà các cái chiến sĩ bây giờ người ta có thể nhìn thấy thù hình đâu, không có thấy rõ thù hình luôn mà còn nói như vậy được, vẫn còn đưa ra những cái luận điệu như vậy được. Rồi trước mấy hôm mình có nghe là bảo là không có cho tiếp xúc với luật sư, không cho tiếp xúc được với bị cáo. Thấy giống như là đang vu oan tìm mọi cách để mà nói xấu này nọ, đâm thọt. Mà tôi thấy chỗ này nè. Tôi cũng có tranh luận với lại mấy bác Việt Nam Cộng Hòa ở tại chỗ tôi ở nè. Các bác cũng đưa ra vấn đề đó, tôi hỏi với các bác làm câu với bác nín nè. Tôi hỏi vậy chứ trước khi mà cái thời của ông Diệm á, sau khi mà đưa người ta lên máy chém á, hoặc là thủ tiêu người khác á, thì tại sao không khi chết rồi, thì tại sao người ta yêu cầu dựng lại hiện trường thì không dựng hiện trường? Mà cái chế độ Việt Nam cũng họ là phải là chỉ nói một câu ngắn gọn thôi, đây là cộng sản họ về họ giết được mấy người này, cộng họ về họ giết mấy người này rồi xong, một câu trả lời như vậy đó các em phản động đấy. Đó là cái thời Diệm và thời Cứu Thiệu, chỉ cần một câu là phán một câu là đây là do cộng sản họ về họ giết đấy. Đây là cái chế độ thế nào. Ok anh Bằng, chào anh.
Vâng, xin chào toàn anh nhé. Nếu lo về vụ án này thì cái thứ nhất nó gây cái sự chú ý dư luận ở trong nước cả và cũng nước. như là ở ngoài nước, cũng như ở ngoài nước và rất nhiều cái hãng báo chí quan tâm đến. Thì cái rất là tại sao mà nó lại được cái sự quan tâm rộng rãi thế đấy, cũng xin nói với anh em là theo như nhận định của tôi đấy thì nó bắt nguồn trong quá trình sự việc ở Đồng Tâm xảy ra. Cái nhóm Đồng Thuận này nó liên hệ với là và tiếp nhận nhiều cái yểm trợ từ tinh thần văn hóa rồi thì cho đến cả tài chính từ bên ngoài. Chính vì vậy mà khi xử ra đấy thì khi vụ án bắt này xảy ra để xử đấy, diễn ra xử đấy, thì thực sự mà nói là nhiều hãng báo chí thông tấn coi như là quan tâm rồi, trước mắt khi chưa sự chuẩn bị xử nó đưa ra những yêu cầu coi như là sớm lắm, là yêu cầu phải cho quan sát rồi yêu cầu phải công tâm rồi thì phán đoán sằng bậy là sẽ bị bóp méo rồi sẽ bị thế loại thế kia. Thế nhưng mà thực sự khi vào vụ án ấy thì mới thấy rằng pháp luật của Việt Nam ấy không mang tính chất là cường điệu hay là chỉ trích và một vấn đề gì mà qua cái sự trầm trọng của vụ án cả, mà cái mức án đưa ra đấy thì nhiều người ý kiến đã cho rằng là nó chưa thỏa đáng đấy. Bởi vì cái sự căm phẫn, cái sự 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 bực tức ở trong dư luận nó lớn lắm, thế nên người ta cho rằng là cái mức án nó chưa thỏa đáng. Nhưng với phương châm của pháp luật Việt Nam là nhân văn đấy, ai bị ở cái mức án nào thì sửa mức án đấy, nhất là ngày hôm qua là coi như là coi cho một loạt các bị cáo coi như là thay đổi tội danh từ giết người sang chống thành công vụ, thì đấy hoàn toàn là một sự khoan hồng của nhà nước đối với những bị cáo đằng sau đấy, đứng sau những cái chủ mưu đấy. Thế còn thì hôm qua hôm nay thì ở trên dư luận xã hội thì nhiều cái ý kiến bức xúc đối với này đoàn với lại các luật sư, có một số hình ảnh các luật sư đi ăn uống cười nói rồi thì thấy nó cũng 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 hơi phản cảm là một, bởi vì muốn muốn ở đằng sau cái vụ án này là còn nỗi đau của các gia đình nạn nhân, thế mà đi ăn uống xong là cười nói thì thấy là nó cũng cũng vô duyên và nó cũng phản cảm đấy. Và những cái hình ảnh mà sau khi 6-7 bị cáo được hội đồng xét xử coi như là chuyển sang tội danh là chống người thi hành công vụ đấy, thì người ta thấy được là sự rộng lượng khoan hồng của pháp luật ấy, thì người ta tâm nguyện mặc dù không phát biểu không 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 đặt không được mời, nhưng người ta tự nguyện để người ta phát biểu và người ta từ chối cái sự bào chữa của luật sư. Thì đến lúc mà có cái cảnh một đoàn luật sư ngồi, ông thì cúi mặt xuống, ông thì mặt tiểu nghỉu thì nhìn nó thật là nhìn những cái gương mặt đấy tôi thấy nó mất cả khí thế. Bởi vì luật sư là gì, anh được học luật đấy, anh hơn những người dân bình thường là anh nắm chắc được luật. Trách nhiệm của anh đến phiên tòa là gì, cái thứ nhất anh bảo vệ Bảo sự thật, vệ cho dân chủ, bảo bảo vệ vệ sự dân thật, chủ. bảo vệ cho dân chủ, và anh có quyền đưa ra dẫn chứng, đưa ra những lập luận mà trong quá trình điều tra còn bỏ sót mà anh nắm được đấy. Để gì, cái thứ nhất bảo vệ cho thân chủ của mình đúng cái tội và đưa ra những cái thuận lợi để thân chủ của mình được giảm nhẹ. Thế nhưng mà đây xem chừng luật sư tôi thấy là trên diễn đàn báo chí thì thấy nó có nhiều câu hỏi mà nhân dân hoặc là dư luận người ta phản đối cũng đúng thôi. Bây giờ một vụ án đau thương như thế, ở cái hố đốt người như thế mà lại bảo dựng lại hiện trường thì dựng cái gì, cũng như là anh Vũ nói vừa nãy đúng không, bây giờ rượu mẹ nó mang cái máy chém thì nó chém hết mẹ một loạt đầu, bây giờ này bảo là dựng lại chém đầu thì dựng lại sao nữa. Thế nên là nói bây giờ nói đúng thế, luật sư đúng là phải có công đấy, phải bảo vệ thân chủ hay nói cho cùng là ăn tiền, thế nhưng có cái mình bảo vệ làm sao cho nó đúng pháp luật, đúng với lương tâm của một người luật sư, cũng như làm sao phải bảo vệ được cả dư luận. Chứ bây giờ tôi theo như là cái đánh giá hoặc là cái nhận định của tôi mà sau cái vụ này đấy, những ông luật sư mà đã được nêu tên ấy theo tôi là mất uy tín đấy. Bởi vì nếu mà chính trực ở trong cái vụ Đồng Tâm này đưa ra những lý do xác đáng để hội đồng xét xử xem xét coi như là chuyển tội danh hay là giảm nhẹ tội danh, thì đấy mới là uy tín của ông ấy lên.
Còn bây giờ đưa ra những cái lý do nghe nó phi lý lắm mà dư luận người ta không ai ta đồng tình được. Đó. Cái vấn Em đề chỉ là công tục em một xíu xin là xin xin, xin anh nhận với anh Phú là em đưa ra một cái như thế này. Bây giờ tức một số bị cáo người ta không cần, người ta trả lời trước cái tòa, người ta hiện nay người ta không cần cái tức là luật sư bào chữa cho người ta nữa, vì người ta thấy là cái tội danh của người ta mà viện kiểm sát người ta đề nghị cái án tù đấy là nhẹ rồi, rất khoan hồng rồi. Và quá thứ thỏa hai, đáng rồi. vâng, người ta lại nhận đến các luật sư đấy là không đứng về những quyền lợi của các bị cáo mà tính vì cái quyền lợi chính của các luật sư đấy, tức là luật sư đấy Đúng muốn lấy rồi. như bạn gì ở có bang bạn vừa nói, tức là lấy số lấy má đối với bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia để mà sau này lại chúng nó cho tiền cho bạn nọ kia các thứ đó. Em bổ sung một cái ý này thế này, thật sự ra là luật sư nó có ba loại luật sư, cũng như học sinh nha, học sinh là tiên tiến xin lỗi, bình thường nói gì để cho các anh em hiểu, thì thật sự là qua những cái mà em nhìn thấy luật sư mà ở Việt Nam mà thường thường mà luật sư mà đi kiện cho mấy ông dân oan là cái nọ toàn là dược sư gọi là học coi trường là tư thục ra không à, cho nên những cái bằng điểm nó không có cao, cho nên vì cái chỗ đó mà đôi lúc mấy ông phải nhận những cái vụ án này là để cho là người ta biết tên tuổi thôi, chứ thật sự ra cho nên ở nước ngoài á, tại sao những cái bọn mà những cái chủ cả lớn hay là những cái bọn nhà giàu nó phải dùng cái bọn luật sư là rất là nổi tiếng và có chưng trong tác anh văn sát, có nghĩa là luật sư đoàn của thành phố đó, thì họ đấm một cái quả nào ít nhất là họ phải nắm cho chắc cái phần thắng ở trong tay khoảng 70 đến 80%, mà nó mắc lắm anh bạn, nó mắc lắm nó mắc lắm cho nên vì cái chỗ đó là chúng ta phải hiểu phân ra loại luật sư đấy, là nó như vậy, là nó vậy. Ok, Vâng, xin mời em xin bày nhận chứ ạ. còn luật sư bây giờ thì ông là đi ông học luật, ông này như là một nhà khoa học, ông dẫn dắt, ông dẫn chứng, ông bảo chất nọ chất kia, rồi ông bảo là coi như là vì xịt hai cái bình chống cháy xuống mà thành ra là cái hố đó nó mất oxy, chỉ cần ngọn lửa bùng lên thôi anh biết được nửa khi cháy là coi như là không còn oxy ở cái khu vực cháy nữa rồi, đơn giản nhất thế thôi chứ không cần phải phân tích về hóa học làm gì cả. Thế thì mình, hoặc như là anh Bằng nói về nãy thì bây giờ thực sự mà nói thì nếu không cháy thì người ta đưa xịt bình chữa cháy xuống làm gì, đúng không? Nếu không cháy thế nên là nói bởi vì một cái không gian nó hẹp như thế chỉ gần nửa bùng lên là coi như là mất không khí thở rồi, chưa nói gì coi như nhiệt phát sinh ra xong bắt đầu gặp những cái bức tường đấy coi như là nó hẹp, nó làm cho nhiệt độ tăng lên nữa đấy, không gian xung quanh không có, không khí không có đó thì rõ ràng là phải ngạt thở, sau đó là coi như là nhiệt tăng lên là coi như là bị chết vì nhiệt, thì cái đấy nó quá rõ ràng người ta dễ hiểu cái đấy. Còn bây giờ luật sư ông đi phân tích về coi như về chất nọ chất kia làm cái gì, đấy không phải nhiệm vụ của các ông đấy, thế nên nhiều ý kiến là có một nhân cái dân. em xin lỗi anh nhận là có một cái tình tiết này mà khi người ta chụp ấy, mà không biết tình tiết này mà tức là giả hay thật, tức là trong cái giếng trời đó ở bên dưới có hai cái cọng dây điện người ta thò ra, thế bọn nó bảo tức là nó phân tích là ơ tại sao mà hai cái cọng dây đồng ấy nó lại không cháy, xin lỗi tất cả các bạn, nhiệt độ nó chỉ cháy, ví dụ nó cháy cái bọc vỏ bọc nhựa bên ngoài của đoạn dây điện thôi, chứ còn hai cái đoạn dây tức là nhiệt lượng nó chưa Sao đủ nó để mà cháy chặn thì cái lửa nó đâu có đủ độ cái độ rồi nó cháy rồi. anh Phú xin lỗi, em là thằng học điện em phân tích cho anh, còn lại nhá xin lỗi tức là cái dây điện đấy ở cái giếng trời ở giếng tít ở bên dưới, không hiểu nhà nào người ta lại quan một lỗ ra người ta để cái hai đoạn điện, đoạn dây điện đấy để thắp bóng đèn hay gì, chủ yếu thắp bóng đèn thôi, và em không biết là người ta thắp bóng đèn ở dưới đấy làm cái gì, ở dưới đó ví dụ khi người ta cần việc gì ở xuống dưới cái giếng trời đó thì người ta có cái đèn gọi đèn ba đơ, người ta đèn họ pin người ta cầm tay người ta xuống thôi, không ai người ta lắp một cái bóng đèn ở dưới đó đấy để mà sáng suốt ngày suốt đêm đấy, là còn cái chuyện thật hay giả nữa, bọn nó thật hay giả gì đấy thì em không quan tâm, em phân tích thôi. Ý thứ hai đấy, em phân tích cho tất cả các anh các chị ở đây, các anh các chị chưa biết là cái dây đoạn loại dây điện ấy mà bọc amen á, tức là vỏ bọc bên ngoài ấy, nó dùng cho ở cái nơi mà nó tức là dây điện chống cháy, các bạn không biết đâu, tức là tôi học điện tôi biết dây điện amen thì không thể bao giờ cháy được, kể cả học ở ngoài, vì là nó dây gọi cái chất amen các bạn biết thì không bao giờ cháy được, cho nên một dây điện người ta chế tạo dùng ở cho một cái số nơi mà nhiệt
cái nhiệt độ nó cao á, thì người ta dùng cái dây điện ABM thì không bao giờ cháy. Đấy, tôi chỉ nói chứ có một cái chi tiết để giải thích cho một số bạn ở đây thế thôi. Thế còn bây giờ ấy, thì một lát nữa chú sẽ trả lời cho thằng Kiên Giang về cái vụ là đánh chết luật sư hoặc là luật sư tự tử nọ kia, thì một lát nữa ta sẽ nói về cái vụ mà cái luật sư Nguyễn Thị Hồng Thêu. Đấy, một lát nữa sẽ nói. Rồi, xin mời dân thường. Điều đầu tiên em xin chào tất cả các anh chị ở trong diễn đàn. Còn về chỗ là luật sư Sơn thì hết là nhà địa lý nói về Covid của Đông Nam Á, cả vì sao là Việt Nam không bị nhiễm với cả bị nhiễm ít, thì bây giờ đến là nhà hóa học thì em cũng phải đến là bái phục cái nhà luật sư đó. Mà trong khi đó ông nghĩ là thi vào trường luật sư thì đa phần nữa là thi bằng khối C, ông lại nhảy sang môn hóa. Và theo những cái điều ấy mà khi đang lên đấu trường ấy thì chỉ có vài cái bạn học hóa ở cấp 2, cấp 3 thôi. Bạn đi vào comment về sau là tất cả các đấu trường đều có những cái bài của ông Sơn. Và đăng cả cái comment của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nên là bảo anh nói đúng quá. Xin thưa rằng các vị, cái số mon ấy với cả là những cái điều mà ông Hà và ông Sơn ông đưa lên trên mạng ấy thì đó là trong điều kiện tiêu chuẩn ở trong phòng thí nghiệm. Và thường ấy những cái điều kiện tiêu chuẩn ấy thì nó xảy ra hai trường hợp, một là yếm khí, hai là trong điều kiện tiêu chuẩn, chứ còn ngoài thực tế thì nó khác xa cực kỳ. Mà ông kêu là rơi xuống cái hố giếng trời thì xăng nó bốc lên, nó phun lên. Xin thưa cả các vị, em lại nhớ đến mấy cái quyển truyện hoạt hình mà ai những cái giới trẻ 7x, 8x mà mê hoạt hình ấy thì hay đọc Sunoku ấy, Na Đích cả Kha Đích là phun lửa, có thằng đạp phát vào mồm ấy, nên là lửa khe vào mũi vào mồm là gãy cả răng ấy. Ông đưa lên trên mạng thì thực sự em phải bái phục cái trình độ của ông Sơn đó, vì ông ý đưa những cái lý do mà theo điều kiện môi trường và tiêu chuẩn cái hố ý nó phụt nửa lên, như không biết rằng theo những cái diện tích của hố là 1,2 m đến 1,5 m, sâu trên 2,5 m, mà khi nhiệt lượng lớn. Nói đi. Khi gặp nhiệt lượng lớn và trong những điều kiện bình thường thì bao giờ cũng thế, trao đổi theo vật lý, ông ấy sử dụng theo khoa học thì em sử dụng theo vật lý. Theo vật lý nhiệt lượng càng lớn thì sinh ra nhiệt càng nhiều, tốc độ trao đổi chất càng cao nên lượng không khí nó sẽ tăng lên gấp ít nhất là đến một trên 1000 độ C, thì nhiệt lượng sẽ là trao đổi là trên 1500 lần so với cả điều kiện bình thường. Mà ông kêu là lửa phun lên, mà bên dưới các chiến sĩ chỉ có bị ngạt thở. Vậy xin hỏi là tất cả những nhà dân chủ với cả là 19 công luật sư, ông ấy kêu vậy muốn đưa như toàn bộ những cái người để xuống tái hiện, đó là cái hành động phi nhân tính. Hay còn thực ra ấy, nếu mà bản thân em nói đó là hành động vô nhân tính mới là đúng. Công kêu dựng lại hiện trường vụ đó, nếu mà công dựng hiện trường được, ok, tôi Hoàng Mạnh Giang, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ là một trong ba người đó và dựng lại hiện trường. Ông muốn đổ tôi cùng với cả hai ông nữa sẽ xuống dưới và dựng lại hiện trường. Công kêu đưa lên chân tất cả các đấu trường ở bên dưới hết là phân cho nòng phèo đủ các thứ, mà kêu đưa những cái người
đó là không phải là sự thực, làm gì có một cái hố giếng trời. Xin thưa với ông, cái giếng trời ấy, đó là ngăn cách giữa hai nhà và nó nằm ở bên trên, còn ở bên dưới đó là cái hố được xây, được bao quanh kiên cố đàng hoàng, đấy không phải gọi là giếng trời. Còn nếu ông định nghĩa cái giếng trời ấy là cái giếng ở bên dưới lòng đất ấy, thì tôi xin thưa ông nên học lại toàn bộ, và xin ông hãy từ bỏ cái bằng luật sư đi. Một đứa trẻ thực tế là như này, mình nói với Giang Giang như này là không biết ở ngoài Bắc thì gọi bằng cái từ gì, ở trong miền Nam cái trường hợp mà cái khoảng cách giữa hai nhà nó xây kín thì mình gọi là giếng trời, mình không biết là ở ngoài Bắc gọi là gì. Biết. Bên trên. Tôi... đó là cái khoảng cách giữa hai nhà, tức là bên giếng trời là từ trên xuống dưới mặt đất gọi là giếng trời, đấy là cái định nghĩa ở trong miền Nam thì mình đều gọi thế cả. Okay. Miền Bắc cũng vậy. Còn đây là dưới hố. Chứ không phải là cái không phải ở đây là cái là đúng là cái gọi là theo mình ấy xem ấy thì ở đó là ở trong miền Nam này cứ gọi là cái giếng trời. Chứ không phải là cái hố mà đào sâu xuống đất mới gọi là giếng trời. Nếu mà ngoài Bắc gọi thế thì mình chịu, đấy là do từng cái nơi người ta gọi thì không đúng, nhưng mà theo như dân miền Nam người ta gọi thì cái đó là giếng trời. Mình gọi giếng trời được. Vâng. Rồi em xin mời anh em phân... và em xin phép được nói thêm một chút xíu trước khi chuyển cho người khác. Xin phép là tôi cũng có hỏi vài người bạn, vài người anh và vài người em làm trong ngành xây dựng. Xin thưa các vị quý vị, bất kể những cái gì đào âm xuống dưới mặt đất từ 0,5 mét trở lên đều phải có nắp đậy, chứ đây là cái giếng, đây là đào âm xuống ít nhất là trên 2 mét, thì xin thưa các vị, đấy không phải gọi là giếng trời, đấy gọi là hầm âm xuống dưới lòng đất. Mình đã nói với Giang Giang là ở trên thực địa thì tức là gọi đấy là từng các nơi, chứ mình không phải phân tích là mình phải đào xuống mới gọi là giếng trời hoặc là nâng lên là giếng trời, mình không cần phân tích, mình phân tích vào đúng cái bản chất cái vụ án mà đúng cái hiện trường đó. Tức ở đấy người ta mấy cái nhà người ta xây, tức là cái để ra một cái ô thoáng từ dưới đất đi lên, chẳng qua để mở cửa sổ để cho không khí tối lưu mà, chứ đấy gọi là giếng trời được. Nói chung ở đây người ta không cần bàn giếng trời. Nói chung ở đây người ta không bàn sâu rồi đấy. Cái vấn đề giếng trời nữa, tại vì cái bọn luật sư hoặc là cái bọn mà hải ngoại hay là bọn những người là muốn đưa cái giếng trời là nó đẩy sang nó hướng về vấn đề dư luận đi ở một cái phía đó, nó làm cho cái là loãng đi cái tính chất của vụ án. Đó thế thôi, chứ không có cần thiết vấn trời. Đó là cái tôi đi rằng nói là hai cái clip mà của cái bọn đồng tâm nó đưa lên là đủ phạm tội rồi đấy, không hình phạt ít nhất phải là 10 năm ít nhất nha, không phải là từ 10 năm cho đến như thế thôi. Em xin lỗi các anh, cứ khoảng 2-3 phút em trả lời cái thằng Kiên Giang, và em cũng nói cho tất cả các bạn biết vừa rồi, các bạn chắc các bạn cũng biết cái cô luật sư Nguyễn Thị Hồng Thêu ở quê ở Hương Hà, Thái Bình, khi mà tức là cái tôi nói cho tất cả các bạn nhé, các bạn thấy kể cả những cái bọn chống cộng cực đoan và những cái người mà dân chủ quậy trong nước, phải biết rằng cô Nguyễn Thị Hồng Thêu cũng là một cái luật sư dân chủ quậy, nhưng cô đấy không có trong danh sách những luật sư bào chữa ở cái vụ cho các bị cáo ở cái vụ đồng tâm này, phải khẳng định cho các bạn như thế. Nhưng mọi người cứ gán ghép là cô đấy là luật sư dân chủ quậy, cô ấy bào chữa đợt này, nó không có cái chuyện này, không có. Vấn đề thứ hai là chúng nó đưa ra một cái thông tin là cô Nguyễn Thị Hồng Thêu đã, và chính cái người đưa thông tin đầu tiên đó là cái con mà Nguyễn Thị Thúy Hạnh, thì tất cả các bạn đều biết con dân chủ quậy Nguyễn Thị Thúy Hạnh như thế nào rồi, đó là thủ quỹ của quỹ 5K đó các bạn. Thế sau đó nó đưa ra cái thông tin đấy, mà chính cái bọn luật sư và dân chủ quậy nó cũng phản bác cái điều đó. Nó bảo là cái này trong khi đang xét xử vụ này, các bạn đừng đưa ra những cái tin mà nó cực kỳ nó không chính xác nữa đấy. Mà con này nó bảo nó điện thoại, số điện thoại của các bố cô này là xác minh như cô này như thế này thế khác. Và còn một cái nữa là hôm qua khi chúng nó đưa lên một cái clip dài cũng khoảng hơn một tiếng, tôi đã xem, tức là
bọn nó đưa lên, bọn nó bảo là đã tìm thấy xác cô này cách chỗ mà huyện Hưng Hà, chỗ nhà cô á, ở huyện Thái Thụy cỡ khoảng 43 km, 43 km, các bạn thấy không? Sau đó cũng có clip vớt xác lên để cúng bái gì thế này khác, nhưng cái clip ấy đưa lên một cái, một bạn chia sẻ về, sau đó bị xóa ngay lập tức, hiểu không? Cho nên chúng, nhưng cái bọn chúng cực đoan ở bên kia, nó, tôi hôm qua tôi xem cái clip và ngay để thằng Kim Giang vừa nãy nó cũng định ấy, nó bảo là cộng sản giết chết những luật sư bào chữa cho cái bọn dân chủ của này. Các bạn thấy đó là cái trò, mình phải vạch mặt những cái trò sảng trá của chúng đó, đúng không? Bây giờ ví dụ tôi không nói cái hoàn cảnh của cô này, do cái bọn này nó đưa lên có thật hay giả, nhưng có khả năng là một số bạn ấy, mà bạn ở gần cái nhà cái cô mà luật sư Nguyễn Thị Hồng Thêu ấy, cô nó, bạn ấy nói là cái tin này bọn nó đưa lên là hoàn toàn bịa đặt. Thực tế ra cái hoàn cảnh nhà cô này có khả năng là cũng khó khăn, vì cô này học trường luật ra, sau đó là nhà cô này có hoàn cảnh rất là khó khăn, khi cô còn bé tí xíu thì mẹ cô đã bị mất, bố cô nuôi cô và với bà nội. Nhưng mà khi trong thời gian cô đấy học trường đại học luật ở trên Hà Nội thì bố cô ấy lên trên Hà Nội làm cái công việc chân tay nọ kia tất cả thứ để nuôi cô đấy. Và sau đó cô này cô bị bệnh trầm cảm, bị bệnh thần kinh, cô ra trường bị thần kinh thành công, cô có xin việc ở nơi nào cũng không được. Thì thực tế là cái người bị trầm cảm, bị thần kinh thì xin việc đâu cũng có được. Cô sinh năm 1981, cô lấy chồng, sau đó cô bỏ chồng, sau đó cô nhận một đứa con nuôi. Đấy, và đứa con nuôi cỡ khoảng 8 tuổi rồi. Rồi như 1982 nó cũng bị... Sinh năm 1983. Ừ, 81, sinh năm 1983. Tức là 83. Khi bọn nó đưa ra cái hoàn cảnh cô này thì cô này thì rất là đáng thương. Nói chung là ai có một cái hoàn cảnh mà ví dụ đáng thương cái nọ kia thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải nhận thức được đúng vấn đề mà mình xử sự khi mình ra trường rồi, đúng không? Bây giờ ra trường mình không làm ở các công ty, các đoàn luật sư hoặc là các tức là các viện kiểm sát hoặc là tòa án hoặc như này các cơ quan nhà nước, thì mình hiện nay đã có những cái đoàn luật sư, có những cái thế này như khác, tức là mình xin và làm việc ấy công ty luật tư nhân rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà cô này cô bị thần kinh và cô này bị thần kinh cho nên bị bọn dân chủ quậy này nó mới tức là đấy. Cô mà cái con đường thế thì qua đây, qua cái câu chuyện mà ví dụ cái bốc chuyện của cô còn dài lắm, nhưng mà ở đây thời gian nó không cho phép với tôi kể sơ sơ ấy thôi. Cho nên là những cái bọn chống cộng toàn nó lấy cái này nó bảo là cộng sản thủ tiêu cô đấy. Tôi nói các bạn bây giờ nhá, tôi các bạn thấy không, các luật sư ở Việt Nam kể cả bài bảo chữa nó có sai có đúng cái loại kia, không bao giờ nhà nước mình coi như là lại có cái chuyện này. Cùng những người chân chính Việt Nam, những người hiểu biết Việt Nam, người ta nghe những cái luận điệu của bọn chống cộng này, thực tế là chúng mày không bao giờ dụ dỗ được những người Việt Nam. Mà khi mà chính phủ nhà nước nó có một cái chính sách là rất là nhân văn, rất là khoan hồng, kể cả ví dụ như những cái luật sư người ta bào chữa cho cái bị cáo ở cái vụ Đồng Tâm này, dù người ta có nói này nó khác, thực tế là thôi nhà nước tính được quyền của các luật sư, đúng không? Người ta được quyền, nhưng mà mình là những người dân, mình nghe nó chướng tai gai mắt thì mình phản biện thôi. Không, còn cái nhà nước người ta cho quyền người ta mà, đúng không? Nhưng mà mình là những người dân bình thường, mình thấy ví dụ là người ta mà nói những điều vô lý như thế thì mình đứng lên, tức là mình phản biện. Để cho em tiếp lời cho anh Bằng. Thứ nhất là cô Phạm Thị cô Thêu này, nick đó là Phạm Thêu, và cái tin này ấy, theo tất cả những cái nguồn và gửi đến Kiên Giang hay bất kỳ dân chủ quận này, kế hoạch này đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tháng 1 năm 2020 và ít nhất đã có 5 người làm chứng và sẽ có bằng chứng. Yên tâm, Kiên Giang và tất cả các dân chủ quận sẽ có một cái đoạn clip và một đoạn phóng sự nói rõ về cái âm mưu của đám dân chủ quận để chuẩn bị này trên kể cả mạng xã hội và sóng truyền hình để gửi đến những nhà dân chủ quận. Và tiếp theo, đối với cả những cái hình mà đưa chụp cô là Phạm Thêu này đưa bàn thờ và bên dưới có quyên một cái hình là đóng góp tiền, và cái người nên đóng góp đắc lực nhiều nhất Trần Quốc Oai luôn luôn giao giảng,
Và trong khi đó còn có một, còn có hai nhân vật, thì một nhân vật bị túm đó là chị của là Thúy Hạnh, và người giúp đắc lực đó là Thúy Hạnh cùng nhiều các nhân vật khác còn gửi về đến số tài khoản, thì xin thưa đó là tài khoản của MB và một số tài khoản khác, yên tâm số tiền đó các vị không lấy ở đâu. Tiếp theo mấy cái thằng ba que, xin lỗi, mấy thằng bên que ở đây, ví dụ như Luật Ngô rồi biết này, chúng mày cay lắm à, chúng mày những cái trò mà chúng mày bài về xuyên tạc nhá, hoặc chúng mày bó béo cái âm mưu chúng mày bị những cái người dân bình thường tao lột mặt lại chúng mày ra, bên đây này cái bọn chống cộng cực đoan của chúng mày bên kia, chúng ngày hôm qua thì chúng mày rêu ra coi như là bọn cộng sản giết những cái luật sư mày bảo vệ cho những cái bị cáo ở cái vụ Đồng Tâm, mẹ chúng mày lại đưa ra một cái tin bố láo bố tuyết của cái coi như chính như cái bản thân chúng mày là những người bây giờ người ta đang sống ở tù hẻm cho người ta chết đấy. Cái nói chúng mày cái nhân lương tâm của chúng mày ở đâu? Bằng lóc cái thằng đá, cái thằng Lộc Sinh cho nó ra diễn đàn vậy, nãy giờ nó còn đang mất dạy quá, nãy giờ đá nó ra thằng Lộc Sinh. Không, kệ mẹ, nó làm như thế này để cho những người đấy, những người mà ví dụ dân bình thường người ta xem diễn đàn, người ta nhìn thấy còn măng của chúng nó đấy, mấy thằng dân chủ quậy chúng nó chỉ có như thế thôi, đúng không? Mình ở đây mình nói lịch sự, có cái dẫn chứng đàng hoàng, lật mặt lại của chúng nó ra thì chúng nó cay cú thôi anh ạ.